dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam chống chưa đánh đã bỏ rồi, cơ hội thất bại sẽ rất cao. Vào ngày 30 tháng 11, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trị giá tới 67 tỷ đô la. Đây là dự án tuyến đường sắt dài 1.541 km và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2035. Dự án này có tầm quan trọng đặc biệt với tương lai chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, theo giới phân tích, nhà nước Việt Nam sẵn sàng bỏ ra gần 70 tỷ đô la để xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc từ Hà Nội đến Sài Gòn một cách quá vội vã, trong khi việc chuẩn bị cho dự án khổng lồ này chưa đầy đủ và thấu đáo. Cụ thể, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam vẫn chưa thực sự hoàn thành. Nhiều văn bản có tính chuyên môn liên quan đến dự án này, trong đó có cả các tài liệu hội thảo khoa học bị đóng dấu mật để hạn chế sự chia sẻ của giới chuyên gia cũng như báo chí. Theo giới phân tích quốc tế, thậm chí cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, người chịu trách nhiệm về dự án này đã đưa ra chủ trương không cần phía nước ngoài chuyển giao công nghệ cốt lõi, không cần quan tâm đến khả năng thu hồi vốn. Theo đài FA, kỹ sư Khiêm Nguyễn, một người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đường sắt cao tốc, đã đưa ra một nhận xét chua xót về tư duy của cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Nguyễn Văn Thắng. Ông nói, đó chỉ có thể là cách xài tiền chùa, xài tiền của người khác, của dân, không phải tiền của bản thân. Song quan trọng hơn, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận năng lực yếu kém nhưng vẫn làm. Các kỹ sư Việt Nam vẫn chưa đủ khả năng để làm hay học hỏi về các công nghệ cao, kỹ thuật đường sắt tốc độ cao và không đủ năng lực quản lý dự án. Một câu hỏi đặt ra là với trình độ yếu kém như vậy, thì Việt Nam có nên làm dự án đường sắt cao tốc hay không? Những câu hỏi như trên được nêu ra cách đây nhiều năm, đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Trước đây, vào ngày 19 tháng 6 năm 2010, các đại biểu Quốc hội khóa 12 đã bỏ phiếu bác bỏ dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, lúc đó do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất. Điều đó hoàn toàn trái ngược với nghị quyết của Quốc hội hiện tại, khi phải chịu áp lực của Thủ tướng Phạm Minh Chính với khẳng định chỉ bàn làm, không bàn lùi. Vấn đề quan trọng nhất với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam hiện nay là khả năng rất cao Trung Quốc sẽ được giao làm chủ thầu. Bởi lý do ngoài Trung Quốc ra thì Việt Nam khó có thể tìm được một đối tác nước ngoài nào có khả năng cung cấp tín dụng và công nghệ cho đại dự án trị giá 70 tỷ đô này. Vào tháng 6 năm 2024, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Trung Quốc, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã bày tỏ mong muốn được hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực này. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên đã ký một loạt các thỏa thuận bao gồm về hợp tác, kết nối và xây dựng các tuyến đường sắt, trong đó có nói đến tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Nhắc lại để thấy, mặc dù Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng trong nhiều năm qua là người chịu trách nhiệm chính về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, nhưng mới đây vào ngày 28 tháng 11, ông Nguyễn Văn Thắng lại được điều động chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tại sao ông Thắng, người chủ trì dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, lại bị lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng bỏ quên vai trò nhạc trưởng như vậy? Phải chăng đó là lối làm ăn đánh trống bỏ rồi, truyền thống của ban lãnh đạo Việt Nam, kể cả đối với dự án mang tầm vóc thế kỷ? Công luận nhận thấy rằng đối với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam chống chưa đánh mà lãnh đạo đã bỏ rồi thì cơ hội thất bại sẽ rất cao. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam quan trọng như thế nào với Thủ tướng Phạm Minh Chính? Vào ngày 30 tháng 11, kỳ họp Quốc hội thứ 8 khóa 15 kết thúc với việc biểu quyết thông qua hàng loạt dự án luật, nghị quyết, trong đó có chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà thầu quốc tế, trong đó có các công ty Trung Quốc. Cho dù lãnh đạo Việt Nam ra sức trấn an rằng dự án này sẽ được xây dựng bằng nguồn nội lực trong nước, không vay vốn nước ngoài, việc này vẫn gây ra rất nhiều lo ngại trong dư luận về khả năng các nhà thầu Trung Quốc sẽ tham gia vào dự án quan trọng này. Theo giới quan sát, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam khả năng cao sẽ được Quốc hội bấm nút thông qua và hiện nay đã được thông qua với lý do Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt quan tâm và thúc đẩy dự án này. Theo giới quan sát quốc tế, khả năng Trung Quốc có thể được giao làm chủ thầu dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam là rất cao. Bởi lý do ngoài Trung Quốc ra thì Việt Nam khó có thể tìm được cho mình đối tác nước ngoài nào có khả năng cung cấp tín dụng và công nghệ cho đại dự án trị giá gần 70 tỷ đô này. Do đó, Trung Quốc sẽ là nhân tố bí mật và sẽ lộ diện ngay khi có cơ hội thuận tiện. Bất kể các dự án do nhà thầu Trung Quốc thực hiện thường gặp phải tình trạng đội vốn,
thi công chậm trễ và chất lượng thì kém, mà dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội là một ví dụ. Đó là chưa kể dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam trải dọc theo chiều dài đất nước với chiều dài hơn 1.500 km. Việc Trung Quốc có thể sử dụng các công nghệ lạc hậu và đưa nhân công của họ vào Việt Nam sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như an ninh quốc gia. Trước những lo ngại này, công luận của Việt Nam đã kêu gọi chính phủ Việt Nam cần thận trọng trong việc lựa chọn nhà thầu, đảm bảo công khai minh bạch và ưu tiên các nhà thầu có uy tín, kinh nghiệm để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Theo giới phân tích, có nhiều bằng chứng chứng tỏ cho thấy ban lãnh đạo Việt Nam mong muốn Trung Quốc hỗ trợ tài chính và công nghệ cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam vào tháng 6 năm 2024 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Đại Liên, Trung Quốc. Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính đã gặp gỡ các nhà thầu Trung Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn được hỗ trợ về vốn ODA, thiết kế và xây dựng các tuyến đường sắt, bao gồm tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết mong muốn được hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực này. Theo ông Thắng, công nghệ đường sắt của Trung Quốc là phát triển nhất thế giới hiện nay. Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt là công nghệ và quản lý của Trung Quốc. Trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023, Việt Nam và Trung Quốc đã ký một loạt các thỏa thuận bao gồm hợp tác kết nối và xây dựng các tuyến đường sắt, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đặc biệt đã có không ít nghi ngờ về nguyên nhân, ông Chính đã khẳng định chỉ bàn làm và không bàn lùi. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam với trị giá gần 70 tỷ đô sẽ là một món quà vô cùng to lớn của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với ban lãnh đạo Trung Quốc, nhất là vào thời điểm chỉ còn có 13 tháng nữa để đến ngày khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 14. Theo quan sát, các khoản vay vốn từ Bắc Kinh có thể khiến Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc và chịu ảnh hưởng chính trị từ nước này nhiều hơn nữa. Điều đó có liên quan gì đến con đồn đoán cho rằng khả năng cao ông Phạm Minh Chính và ông Lương Cường sẽ vượt qua Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Tranh giành quyền lực giữa hai phe quân đội và công an từ nay trước Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ ra sao? Sau một thời gian kể từ cuối năm 2023, khi sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu có vấn đề, khi đó Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giữ thế thượng phong trong đảng với sức mạnh như trẻ tre. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay đã suy giảm nhanh chóng. Dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Tô Lâm, Bộ Công an đã củng cố đáng kể vai trò trong chính trường ở Việt Nam. Bộ Công an đã thể hiện vai trò trung tâm trong việc thực thi quyền lực nhà nước. Chỉ trong vòng 172 ngày từ vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã lần lượt đảm nhận các chức vụ Chủ tịch nước và sau đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, để tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo tập thể, ngày 21 tháng 10, Quốc hội đã bầu Đại tướng Lương Cường làm Chủ tịch nước thay thế cho ông Tô Lâm. Một số nhận định cho rằng đây là bước ngoặt lớn và là thời điểm gió đã xoay chiều. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn quyền lực từ Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh của ông. Đáng chú ý, trước khi nhậm chức Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường đã đi Bắc Kinh để gặp ông Tập Cận Bình theo lời mời từ Trung Nam Hải. Đây là một chuyến đi đầy khuất tất. Báo trước Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ bước vào một thời kỳ hết sức khó khăn. Từ trước đến nay, quân đội luôn luôn đóng vai trò nòng cốt trong chính trị tại Việt Nam, có ảnh hưởng sâu rộng trong bộ máy lãnh đạo của đất nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vai trò của quân đội đã có phần suy giảm đáng kể. Việc ông Lương Cường được bầu làm Chủ tịch nước gần đây được coi là thái độ chiến lược nhằm cân bằng quyền lực giữa hai phe quân đội và công an để mà đảm bảo phe quân đội không bị yếu thế hoàn toàn so với phe công an của Tổng Bí thư Tô Lâm trong các điểm nóng tranh chấp. Hiện nay giữa quân đội và công an đang tồn tại các mâu thuẫn mang tính cạnh tranh rất cao. Cả hai đều muốn nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy của Đảng và nhà nước, cũng như mâu thuẫn về lợi ích kinh tế và các lĩnh vực khác nhau có sự chồng lấn giữa quân đội và công an. Đây là điều đã được tạo ra cuộc đấu tranh quyền lực ngầm giữa các nhóm lợi ích của hai phe. Mối quan hệ giữa hai lực lượng quân đội và công an sẽ tiếp tục là một yếu tố then chốt liên quan đến nội bộ chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội Đảng lần thứ 14. Giới phân tích cho rằng các tướng lĩnh quân đội nếu hành động thống nhất có thể tạo ra những thay đổi đáng kể tái cân bằng quyền lực, đồng thời không cho phép phe công an của Tổng Bí thư Tô Lâm làm mưa làm gió như trước đây nữa. Đặc biệt, phe quân đội có ưu thế được sự yểm trợ từ Bắc Kinh. Trong khi đó, Tổng Bí thư Tô Lâm hầu như không có chỗ dựa vững chắc như phe quân đội, kể cả sự ủng hộ của đa số các lãnh đạo cấp cao trong Đảng và Ban chấp hành Trung ương với Tổng Bí thư Tô Lâm cũng ở mức rất hạn chế. Theo một số nhận định, đó là lý do Tô Lâm phải dừng lại ý định cải cách thể chế trước đây để thay bằng việc tinh gọn bộ máy nhà nước,
nhưng việc tinh gọn bộ máy nhà nước cũng khó có thể thành công. Theo giới phân tích, trong thời gian tới, sự cạnh tranh giữa hai phe có thể diễn tiến leo thang, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 14. Tuy nhiên, để tránh sự bất ổn, có khả năng hai phe sẽ phải đạt được một thỏa thuận ngầm nhằm chia sẻ quyền lực, đảm bảo sự ổn định cho hệ thống chính trị. Cũng xin nhắc lại, Tổng thống Tô Lâm đang đối mặt với hai điểm yếu nghiêm trọng mà phe quân đội có thể khai thác để tấn công. Đó là vụ án Mobile Phone của AVG và các hoạt động của công ty Xuân Cầu Holdings. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin tranh giành quyền lực giữa hai phe quân đội và công an từ nay đến trước đại hội đảng lần thứ 14 sẽ ra sao. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.